hộ gia đình tiếp theo mà mình nhận đến các bạn là gia đình của chú Hai Đức, thì hoàn cảnh cũng rất là khó khăn luôn. Hiện nay thì gia đình chú vẫn chưa có nước sạch để mà sử dụng. Bây giờ mời các bạn cùng vô thăm chú nha. Trước khi thăm thì đợi con dâu của chú xách nước lên, tại vì chân của chú bị tật không có xách được. Dạ, yeah, mình đi vô. Chào chú Hai nha. Dạ, chú Hai con mới tới. Mình vô nhà đi ha. Chào bà. Ở đây nó có hai căn nhà mà nó tách, nó mở miếng thiết giữa ra. Làm sao vậy hả chú? Đi, mình vô trong cái đi, mình vô trong cái đi rồi lát con hỏi sao nha. Chị ơi, đợi em với. Đợi em với. Sàn nước ở đây đó hả chị? Dạ. Cái lùa ra. Nước đục quá hả chị? Dạ. Tại vì sao nước sắp cái sông lên rồi. Dạ. Vậy rồi. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ. Ngồi đi ha chú. Chị lên ngồi với chú xíu nha chị. Dạ, dạ được rồi bà, được, chị ngồi với chú xíu đi nha. Chào chú nha. Dạ, hồi nãy con có hỏi là sao mà nhà hai căn mà mình lại tách cái ngăn chính giữa ra đó, là sao vậy hả chú? Thì đất thì nó hẹp. Dạ. Thì làm ở đây thì ngăn ở đây thì cháu nó chơi con chút thì nó chặt quá, mình mở cái đó ra cho nó chạy qua chạy lại. Như là nhà bên đó là nhà... Nhà của ông già với bà già. Vậy là đây là ba mẹ của chú. Dạ. Nhưng mà hiện tại thì chú sống bên đây. Với lại sống bên đây với thằng con với thằng dâu. Chị là dâu hả chị? Dạ. Dạ. Thì năm nay là chú bao nhiêu tuổi hả chú Hai? 50. 50 tuổi. Cho con được hỏi là chân của chú bị sao hả chú? Đó, bị trúng gió, sốt bại liệt. Bao lâu rồi hả chú? Hồi 4 tuổi tới giờ. Lâu quá rồi. Dạ. Bà vô ngồi chung với chú luôn đi bà ơi. Dạ, bà vô ngồi với chú luôn đi. Ê, ngồi đây với mẹ. Bà coi đây nè, bà coi. Dạ. Vì bị đó giờ luôn, như vậy chú có đi làm gì được không hả chú Hai? Không có làm gì được chứ. Làm nặng không được, đi nó muốn dấp vô, muốn té là té hả? Dạ. Vậy là đó giờ bà Hai lo cho chú hả bà? Đó giờ nó ở với tôi không à, rồi có dâu, có con lớn, rồi có dâu, rồi về mới cất viên, nó ở viên đó. Chứ đó giờ ở với tôi không. Dạ. Rồi hằng ngày ở nhà con chú có làm gì phụ giúp cho chú đi, không? Đi làm hồ. Làm hồ. Dạ. Dâu thì nó làm công ty ngoài. Chị làm công ty. Rồi cháu thì để cho bà giữ. Nó ở nhà với bà còn đó, tôi ở nhà giữ tiếp. Dạ. Rồi hàng ngày đó gia đình mình sử dụng cái nguồn nước dưới sông á, thì chú Hai với lại chị và bà thấy sao, nó có ô nhiễm nhiều lắm không? Nước nói chung cái mương này thì nó ô nhiễm đó. Dạ. Cái nhất là thuốc sâu rồi cái bãi rác dưới nó khui ra đó. Dạ. Lên nó sinh dần à. Dùng với bò bọng rồi mương nó tắm nó xả xuống dưới nó cứt bò được không à. Dạ. Cũng mong có cái nước sạch để xài. Dạ. Về hàng ngày là ai là người đi xách hả chú? Dâu đi làm gì để xách không à. Rồi, cực lắm hả chị? Dạ. Ngày chị xách khoảng bao nhiêu thùng vậy chị? Khoảng mười mấy thùng rồi chị. Rồi, mười mấy thùng xách lên. Rất là cực luôn. Đi cây cầu cũng khó khăn. Dạ. Dạ. Còn chú thì chú đâu thể nào mà xách được không đâu hả chú? Được. Đi không xong đâu xuống sông xách nước lên được. Dạ. Rồi con thấy xách lên nước đục quá, chắc phải dùng phèn để lóng. Dạ, là lóng phèn không à. Dạ. Rồi mình nước uống là mình... Nước uống thì mình hà tiện lại mình mua thùng. Dạ, mua thùng uống đảm bảo hơn thùng đó hả chú? Thùng uống bị có con nít là đâu dám xài ở dưới. Dạ. Rồi không biết là chú Hai với lại chị và bà có mong muốn là có được một cái nguồn nước sạch hơn không? Cái nguồn nước giếng khoan đó lên cho mình sử dụng, con thấy là nó sẽ sạch hơn cái nước sông nó nhiều, mà đỡ cực là chị đi làm về còn phải xách nữa. Dạ. Dạ. Cái được cái nước sạch để mà xài được thì cũng mừng lắm. Dạ. Dạ. Còn chị thì sao? Chị có muốn có nước không? Nước sạch không? Dạ. Em mong muốn chị. Dạ, còn bà có vui khi mà con bà với chứ, cháu dâu bà không? Nước sạch xài mừng dữ lắm, cho ăn uống thấy nó ô nhiễm quá. Dạ. Rồi không biết làm sao, giờ cũng phải gán chứ làm sao vậy. Dạ, vậy con cũng chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha, hy vọng sẽ đến để mang một cái nguồn nước giếng sạch hơn. Dạ. Thì trước tiên thì cũng cảm ơn đoàn đã hỗ trợ cho gia đình có cái đường nước nó sạch để xài, gia đình có bị ô nhiễm. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chào gia đình.
Giới phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn nha. Hôm nay thì mình với Ngân sự rất là vui mừng khi được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là chị Eva Nguyễn, thì gửi đến cho gia đình của chú Hai Đức một cái giếng nước sạch. Thì bây giờ mời các bạn cùng vô thăm gia đình chú nha. Chú Hai ơi, chào ông, chào chú Hai. Được biết là cái giếng nhà chú Hai làm xong rồi hả chú? Dạ, làm dạ. Xong rồi con. Thợ khoan ở đâu hả chú Hai? Chú Hai dắt tụi con đi coi được không? Đèn ở phía giếng này. À, phía ngoài đây ha. Dạ. Mình đi đường này thấy không chú? Ở đây cũng thấy nữa. Rồi con thấy rồi. Vậy là thợ khoan ở trước cửa luôn, đâm cái ống ở đây. Rồi đặt cái mua tưa ở trong này. Dạ, để cái ống ở đây. Mua tưa thì để ở trong nhà. Dạ. Mua tưa để ở đây chắc cũng an toàn hết chú, để không có sợ an toàn hơn. Giọt mưa hay là nắng gì, con sợ nó mưa nó tạt á, cái nó bị chập điện thôi à. Chứ nó dễ xét, dễ cũ. Nó lấy cái thùng mớp mình đậy lại cái nữa. À, lấy cái thùng đậy lại nữa ha. Ôi, cho nó an toàn. Dạ. Chị đây là sắt nước mình xài không à. Dạ đúng rồi. Bây giờ được cái cây nước bên Mạnh Thường Quân cho dạ. Được á. Thì cũng vui mừng lắm. Dạ, giờ khỏi sắc nước nữa. Dạ. Chúc mừng chú Hai nha. Dạ. Bây giờ chú Hai dắt tụi con đi thử nước được không chú? Dạ được. Dạ. Chú đi từ từ thôi. Dạ. Mình ghim điện không? Ghim điện ở đâu vậy chú? Dạ, à. Dạ, vậy là ghim điện ở chổng luôn cho nó tiện ha. Mỗi lần mà mình có ghim thì nó cũng dễ ha. Làm ở đây cái mình lại đây mình ấy luôn. Dạ. À, cái anh tắt ở đây. Khoan nha chú, khoan nha chú. Chú vô cầm móng dây đi rồi khoan ha bật. Bà vui không bà? Trời ơi mừng lắm cô ơi. Có nước mà sạch như vậy đó. Vậy là tới đây rồi chưa có nói được. À dạ. Dạ. Vậy là dây nó mới có tới đây à, nên là chú chắc phải mua thêm một hai thước nữa đúng không chú? Dạ để mà tiện hơn. Thôi. Trong cái nhà tắm. Nước trong ghê bà ha. Nước trong. Trong hơn chứ. Không có mặn cô. Không có mặn luôn. Không có mặn. Có hơi có gì không chú? Nó hơi hơi cái mùi sụn chút thôi. Mình mới khoan á. Dạ đúng rồi. Từ từ là nó hết rồi chú Hai. Dạ. Rồi tắt nghe ngang ơi. Rồi. Mình ra trước ha chú. Bà ra với chú đi nha. Bà chia vui với chú luôn. Mình ngồi ở đây đi ha chú. Dạ. Ngồi đây xíu đi bà ơi. Dạ. Hôm nay con dâu của chú đi làm hay hả? Không có nhà. Dạ, con dâu của chú có vui không? Dạ, nó dạ, mừng nó vui lắm. Dạ. Thì không có còn sách nước từ dạ, đúng rồi. Rồi. Nó mừng lắm cô ơi. Dạ. Nó bà nội ơi con khỏi sách nước rồi bà nội ơi. Tại vì phụ nữ mà để chị sách tội nghiệp dạ. Chị và giờ chị đỡ phải sách. Thì bà ở kế nhà của chú đó thì bà có thể xài chung với chú luôn. Dạ cho đỡ ra phần nào. Dạ. Chúc mừng chú nha. Dạ. Rồi hôm nay chú có xài cho việc gì chưa hả chú Hai? Có bơm lên cũng có xài giặt đồ với mình tắm rửa đồ được. Dạ. Thấy vô cơm nấu thấy ăn vô cũng cơm có, mà nó cũng không có hôi. À. Cũng vô bình thường như nước mình chảy với sông vậy. Dạ. Và chú nó có thấy nó khác gì nước sông không chú Hai? Theo thấy thì nó mình xài mình khỏi lóng phèn. Khỏi lóng phèn dạ. Nè. Nhưng mà nó còn cái mùi hơi hơi xịn chút là bị cái giếng mình mới khoan á. Nó phải dạ, còn xài thời gian nó mới hết được. Dạ. Theo con thấy là cái nước ở dưới con kênh này thì nó đục và nó dơ. Dạ. Nó có nhiều lục bình nữa. Ảnh hưởng đến sức khỏe của chú với dạ. Lại cả gia đình á. Còn cái nước giếng này nè thì rất là trong sạch luôn. Dạ. Đỡ phải lóng phèn mà đỡ phải xuống sông xách lên dạ. Nữa. Dạ. Rồi, giờ trước tiên thì cảm ơn là các Mạnh Thường Quân dạ. Giúp cho gia đình được cái nguồn nước sạch để dạ. Xài. À, con cắt lời một xíu nha để con nói cho chú Hai á, là cái giếng này nè được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân á, đó là chị Eva Nguyễn thì chị đó đã hỗ trợ cho chú toàn bộ cái giếng với lại mua tưa luôn dạ. Với số tiền là 4.500.000 đồng dạ. Để giúp cho chú với lại gia đình chú có một cái giếng nước sạch. Dạ, dạ thì chú gửi lời cảm ơn đến chị Eva Nguyễn là được rồi chú. Tên gì? Dạ chị Eva Nguyễn. Eva Nguyễn. Dạ. Thôi bữa nay thì có gia đình có lời cảm ơn chị Eva Nguyễn. Eva Nguyễn gì á. Dạ. Đã hỗ trợ được cho cái giếng để xài nước sạch thì là cũng rất cảm ơn.
nhà hảo tâm để cho được gia đình cái nguồn nước sạch. Dạ. Thì bảo vệ sức khỏe dạ, cho chú. Khỏe cho khỏi sách nước rồi thấy nó cực khổ với đường nước nó cũng ô nhiễm quá. Dạ. Còn bà thì sao, bà có vui cho con của bà không? Dạ, cũng mừng cho con lắm, mà cũng mừng cho mình luôn, con cũng nó khỏe mạnh, đúng mình rồi. Cũng khỏe. Dạ. Vậy là cũng rất cảm ơn cô gì vậy. Cô Ba Miễn ha. Vậy thì rất cảm ơn cô giúp cho con được cái nguồn nước sạch sẽ, ăn thà uống gì như là rất cảm ơn. Dạ. Dạ. Cũng thay mặt Mạnh Thường Quân thì chúc cho bà với chú hai có thật là nhiều sức khỏe khi mà có nguồn nước sạch nha. Dạ. Dạ. Mừng cho gia đình nha. Mừng dữ lắm chứ dạ. Không phải mà đây cũng tầm thường lắm. Được vậy nó cũng mừng lắm. Dạ. Xong bây giờ như thuốc men rồi nước tắm bò tắm bọng rồi xác gà chết heo với chó. Dạ đúng rồi. Tiếp theo là hộ gia đình của cô Mười Dung với các bạn. Thì hoàn cảnh của cô cũng còn rất là khó khăn, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có nước sạch để mà sử dụng. Hôm nay mời mọi người cùng thăm hoàn cảnh của cô nha. Cô lên nhà đi cô, cô lên nhà đi. Cái chỗ cô đi xách nước nó dốc quá. Cô vô nhà đi, cô vô nhà đi. Chị qua nha. Rồi, chào chị. Mình xách nước mình đổ ở đâu vậy cô? Thùng ra. À. Dạ. Một ngày thì mình xách khoảng bao nhiêu thùng như vậy mới đủ xài hả cô? Cái này chục. Dạ. Con thấy nước nó dơ quá à. Dạ. Cặn nhiều. Mình lên trên đi hả cô? Dạ. Mình lên trên đi. Dạ. Có đậu của cô không có mấy đất ở nữa. Phải cột cây cất nhà mà cất không được. Rồi bà ngồi đi, bà ngồi đi nha. Dạ. Một ngày như vậy thì bà là người xách hay là ai xách bà? Có khi xách trời xách không nổi nữa mà. À là con xách. À, rồi một chút mệt. Một ngày là mình xách khoảng 10 thùng mới đủ xài. Dạ. Rồi mình có đem đồ xuống sông giặt luôn không hay là mình giặt ở trên nhà? Dạ, đem đồ dưới sông giặt. Giặt đồ dưới sông. Ừ. Rồi nước thì mình xách lên mình dùng để làm gì hả cô? Để gần rửa chén đồ ở chùa nội chết rồi. Rửa chén rồi rửa rau nấu dạ, cơm rau, thôi. Ừ, cơm nước rồi đó. Dạ. Vô cơm. Rồi nước mình uống thì sao? Nước uống thì mình uống hả? Uống nước thùng. Dạ. Ở nhà mình thì có tổng cộng là bao nhiêu người hả cô? Hiện tại đang sống với mình nè. Ờ ra thì 5 người. 5 người. Rồi là ai cô có thể nói cho con được không? Vợ thằng con trai Út á. Dạ. Rồi nó có cháu nội rồi với có vợ. Dạ. Rồi thằng bên đây nữa. Rồi nhỏ này tôi. Là hiện, trong căn nhà này là hiện tại cô sống với cô với lại cái chị kia thôi. Dạ. À, là hiện tại thì ai là trụ cột chính trong nhà hả cô? Nhà Út. Nó đi làm mà cô. Dạ rồi gửi tiền về. Rồi đặng mua gạo thóc rồi. Dạ. Mẹ. Rồi mình xài cái nguồn nước này thì lâu chưa cô? Cũng bao kỳ rồi cô. Hỏi con hỏi là mình xài nước này bao nhiêu lâu rồi á? Lâu. Cái nước sông á. Lâu rồi. Lâu rồi. Lâu mấy năm trời. Dạ, rồi mình có thấy là bị ngứa hay là bị sao không cô? Không có gì chứ. À, còn con thấy nhà thì mình cũng có bé nè, không biết là xài cho bé thì nó có bị nổi sảy hay rơm gì không? Có, nổi mới đi tắm dưới đó cô. Dạ. Nổi cùng mình trơn vậy á. Dạ. Rồi đi xuống trên nhà thương khám mấy thuốc uống. Thì cũng khó khăn quá dạ. Cô. Dạ. À, thì con không biết là ở đây cô có biết được cái nguồn nước mà khoan ở dưới lòng đất không á? Khoan khoảng 4-60 dạ. mét rồi mình đâm ống mình gắn motor mình xài á cô. Dạ. Cô có biết được cái nguồn nước đó chưa? Chưa. Chưa biết. Chưa biết. Dạ. Dạ. Vậy cô có biết cái cây nước gặt không? Chưa, cô chưa thấy nè. Chưa thấy luôn. Dạ. Dạ. À, vậy thì cô cho con hỏi là cô có mong muốn là mình có được một cái cây nước mà vừa sạch nè, vừa tiện lợi để mà mình phục vụ cho đời sống của mình á. Dạ. Thì cô có mong muốn có một cái cây nước vậy không? Muốn. Mừng nữa. Dạ. Mừng nước có nước xài.
Dạ, thì hôm nay là chị em con ghé thăm cô nha. Dạ. Với lại là để mà hỏi thăm cô. Dạ. Rồi nếu như mà có được một cái cây giếng thì dạ, tụi con sẽ quay lại để mà chia vui cùng với cô nha. Dạ. 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 Dạ rồi, cô con đi. Dạ, cảm ơn. Dạ, không có gì. Dạ. Thì hôm nay thật sự rất là vui khi mà được biết cái giếng nhà cô đã hoàn thành rồi. Mời mọi người cùng vô trong mình thăm cô nha. Chào cô. Dạ, cô con mới tới. Con được biết là cái giếng nhà mình hoàn thành rồi đúng không cô? Dạ. Cô có thể chỉ cho con chỗ mà mấy chú thợ khoan cái ống được không? Đó. Cô ra ngoài nha. À, từ từ con để té. Từ từ thôi. À, là mình khoan ở ngoài này. Vậy là mình đậy kính lại luôn ha. À, đậy kính lại. Sợ bị bể ha, sợ này nóng. À, cô kỹ quá vậy. Đúng rồi, phải kỹ như vậy á, tại sợ nắng á, cái nó bị sợ, nóng. Sợ nắng nó khô cô. Dạ. Dạ rồi. Rồi, mô tô thì mình để đâu hả cô? Đây nè. Mình vô nhà đi nha cô. Trong coi cái mô tô nha. Vô vô. Đây à. Nè. Dạ, mô tô thì cô để ở đây. À, dạ. Cô Dung mình có thể xuống dưới được không cô? Bước xuống dưới không thì cô. Đi từ từ thôi nha cô. Cảnh nhẹ cơ đó. Rồi mình chuyển ống dây vô trong kia. À, trong đó đó. Dạ, ở đây thì chắc là không có dột đâu hả cô? Không, không sao đâu. Vậy cô có thể thử nước cho tụi con coi được không? Nước coi thử cô, cái độ nước nó trong cỡ nào á. Để con ghim cho, để con ghim cho. Để cầm ghim đi cô vô, cô cầm ống dây nha. Dạ rồi. Mở đi cắm ơi. Đầy à hả cô? Nè nè nè, cô bơm vô đây đi. Wow, tốt thân cô. Nước trong quá. Nước trong da đó chú. Cô thấy nước sạch không? Sạch. Tắt đi cắm ơi. Rồi mình bỏ ngay lên đi, con nói chuyện với cô xíu nha. Mình ngồi đây đi cô. Trời. Chiến nước của cô khoan lâu chưa? Hoàn thành xong này chưa? Hả? Dạ. Mà nó phan đẳng rồi đi xuống dưới rồi cái chiều lại. Nó được mấy ngày rồi cô, xong mấy ngày rồi? Mới hôm qua nè. Rồi cô có thử xài nước chưa? Thử rồi. Rồi cô thấy nước sao? Nước nó thử thì nó ngọt. Dạ, nước ngọt. Có bị hôi hay là bị không, sao không? Có hôi chứ. Dạ, rồi cô có nấu ăn thử chưa? Thử rồi. Rồi cô thấy nó giống nước sông không? Thì ngon hơn nước sông. Ngon hơn nước sông. Dạ, nếu như mà như vậy thì cái cây nước của cô là chúng cái mạch nước quá trời tốt luôn đó. Dạ. Rồi mình có thử mình uống luôn không cô? Uống nước được không? Uống luôn nữa. Uống phần ngọt. Dạ, nếu như mà cô uống thì cô nên bơm lên nó xong rồi cô để nó lắng lại rồi mình nấu thì mình uống nó sẽ tốt hơn nha. Mình đỡ cái tốn tiền cái chi phí mà mình đổi nước bình ra. Vui không cô? Dạ. Uống rồi nấu. Dạ. Rồi, nấu rồi cái chăm vô uống. Dạ. Hôm nay thì hai chị em con ghé để mà nói với cô là cái giếng nước của cô được sự hỗ trợ của chị Eva Nguyễn. Gửi đến cô một cái cây giếng nước sạch trị giá là 4.500.000 đồng. Chúc cô có được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Không biết là cô có muốn nói gì với chị Eva Nguyễn không? Không. Cô nói cảm ơn. Cô nói là cảm ơn cho nhiều cảm ơn mấy cô. Dạ. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân được rồi. Dạ. Con cái cô có sử dụng chưa, có thích giống như cô không? Dạ. Con cô á thì mấy đứa con á thì nó có vợ có con rồi, nó cũng về đây nữa. Dạ. Đi mặn mướn cô ơi, nghèo khổ không có đất có thể ai mướn gì mặn lấy. Dạ. Giặt lúa bẻ dưa này kia gì đó, thằng cha Út á vợ chồng nó đi. Rồi con cô á có vui khi mà biết được cô có được một cái gì nguồn nước sạch vậy không? Không mừng. Dạ.
Dạ rồi. Mừng. Chúc cô được nhiều sức khỏe nha. Cho cô con đi. Chào cô.